Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 36, lần đầu nghiệm thi 2. Nạn nhân là Lâm Đại Hưng, giới tính nam, chiều cao ước chừng 5 thước 6 tấc. Sắc mặt Tần Hoan nghiêm nghị, đeo bao tay vào bắt đầu kiểm tra phần đầu Lâm Đại Hưng nàng quan sát cẩn thận tỉ mỉ từng tấc da thịt trên mặt Lâm Đại Hưng, ban đầu vạch trong mắt hắn ra, rồi nhìn cổ gáy và phía sau đầu, sau đó mới lên tiếng chậm rãi. Mắt nạn nhân có lớp màng đục nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đồng tử, chán, mũi, má phải đều có vết thương, vết thương là dạng bầm tím, không thấy miệng vết thương cũng không thấy tổn thương vào xương mặt, dự đoán là thương tích gây ra bởi nắm đấm. Vừa nói Tần Hoan vừa nắm lấy cằm Lâm Đại Hưng, nàng hơi dùng sức kéo cánh môi của Lâm Đại Hưng ra. Lẫn trong răng môi nạn nhân có rất nhiều vết máu đọng màu nâu đỏ, lưu lại do lúc chết bị thổ huyết. Tần Hoan nói xong lại sơ từ cổ trở xuống, ánh mắt liền ngưng lại. Vạt áo trước ngực có vết máu lớn, bả vai và đầu gối có vết thương ngoài da, là vết thương do ẩu đả gây ra. Vừa dứt lời, Tần Hoan liền bắt đầu cởi y phục Lâm Đại Hưng ra động tác của nàng lưu loát, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trang, thế nhưng sắc mặt mấy người giang thị đứng ở bên ngoài lại hơi phức tạp. Trong đám người chỉ có duy nhất Tư Hà là đã nghiệm thi nhiều lần, hắn vội nói. Lúc nghiệm thi vì để kiểm tra thực hư vết thương nên chắc chắn phải cởi quần áo nạn nhân ra, có như vậy mới thuận tiện khám nghiệm. Nhạc Quỳnh vỗ vỗ bả vai Giang Thị. Phu nhân, hay là sang bên cạnh chờ? Khóe môi Giang Thị giật giật, lắc đầu. Không cần, Hoan Nhi có thể đích thân nghiệm thi, chẳng lẽ ta còn không được nhìn? Tần Hoan trong phòng rất nhanh đã cởi xong áo của Lâm Đại Hưng, mọi người vốn tưởng rằng như thế là xong, thế nhưng không nghĩ đến Tần Hoan cởi áo hắn xong lại đang cởi tiếp đến dây lưng. Lần này ngay cả Từ Hà cũng run rẩy khoe mắt, ai có thể ngờ được một tiểu cô nương xinh đẹp nhu mì là vậy lại có thể mặt không biến sắc mà cởi quần của một xác chết nam giới ra. Tất cả mọi người đều chấn động, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có Yến Chỉ ánh mắt càng ngày càng u ám, mặc dù trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng hắn lại biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Hắn vừa kỳ vọng lại vừa phấn chấn, giống như đã chắc chắn rằng Tần Hoan luôn có những năng lực vô hạn không ai ngờ được. Lúc Lâm Đại Hưng cả người trần như nhộng nằm trên bàn, sắc mặt Tần Hoan trông còn nghiêm trang hơn nữa nàng vừa lật truyền thi thể vừa nói. Thi ban màu tím chủ yếu phân bố ở sau lưng, mông và mặt sau chân của nạn nhân, màu sắc nhạt dần khi ấn vào, đá cương cứng toàn thân, nạn nhân tử vong là vào khoảng giờ thìn hai khắc đến giữa giờ thìn. Khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Sắc mặt nhạc Quỳnh biến đổi, quay sang nhìn về phía hoác hoài tín. Hoác huynh, nghiệm trạng huynh mang đến đây viết là người chết trong khoảng giờ thìn đến giờ tỵ đám người ngụy ngũ lại nói rõ ràng lúc Lâm Đại Hưng chết là khoảng giờ thìn ba khắc. Từ hà ở bên cạnh mặt đỏ tai hồng, vội vàng quỳ xuống trước mặt nhạc quỳnh. Tiểu nhân học nghệ không tinh, xin hầu ra thứ tội. Nhạc quỳnh phất phất tay. Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Từ hà hậm hực đứng dậy, lại nhìn vào trong phòng, càng lúc càng không thể tin được. Đến bây giờ Hoác Hoài Tín đã tin rằng Tần Hoan chắc chắn biết nghiệm thi, ông lau mồ hôi lạnh trên chán. Tuy vậy nhưng ông vẫn không tin Tần Hoan có thể thay đổi được điều gì ở cái án tử này. Hầu ra, từ hà nghiệm ra thời gian tử vong đúng là không được chính xác lắm, thế nhưng... Thế nhưng điều này không gây ảnh hưởng gì lớn đến án tử, trừ phi cửu cô nương tìm được chứng cớ, nếu không... Đương nhiên nhạc Quỳnh hiểu được đạo lý này, vì thế nhìn chăm chú không rời mắt vào trong phòng trên bàn dài ánh mắt tần hoan cẩn thận quét qua từng tấc da thịt trên người lâm đại hưng nàng kiểm tra tỉ mỉ từng vết thương từ trên xuống dưới thậm chí ngay cả nam căn của hắn cũng lật qua lật lại tra xét bên ngoài phòng mấy người nhạc thanh nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh giang thị cũng im im lặng lặng quay đầu đi nhạc ngưng đứng bên cạnh vốn là thần sắc ngưng trọng sống lưng thẳng tắp cực kỳ có tư thế hiên ngang lẫm liệt. Thế nhưng đến lúc này nàng cũng không nhịn được mà run rẩy lông mày, nàng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn tiếp. Tần Hoan thấy nhạc ngưng đang luống cuống, nghiêm giọng nói. Viết. Chỉ nói một chữ cũng đủ khiến nhạc ngưng ngừng đầu lên, nàng vốn tự xưng là võ nghệ cao cường, khi phách dũng cảm có thể sánh ngang được với Nam Nhi nhưng giờ phút này khi đối diện với Tần Hoan lại cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu nàng luống cuống trong khi tần hoan vẫn cứ thế ung dung trang trọng. Trước ngực nạn nhân, dưới xương sườn trái có vết máu đỏng, là do bị đập vào, bụng, bắp đùi cho đến cẳng chân đều có vết bầm hình bán nguyệt, đa số gây ra do bị đá, trước ngực, trước đùi, đầu gối, mắt cá chân có vết chảy ra nhỏ, là do bị ngã sấp xuống hoặc bị lôi đi, ngoài ra tìm thấy đất cát ở miệng vết thương trên đầu gối, chính là do lúc đó nạn nhân giao đấu với người ta lưu lại. Nói xong, tay Tần Hoan đặt vào ngực và bụng Lâm Đại Hưng. Lâm Đại Hưng đã chết được 6 canh giờ, toàn thân cương cứng, bụng cũng hơi phồng lên. Thế nhưng đối với Tần Hoan vốn tinh thông y thuật lại được thông nghị chân truyền mà nói, chỉ cần đầu ngón tay cảm thấy một chút dị thường thôi nàng vẫn có thể nắm bắt được chuẩn xác tình hình. Nạn nhân bị gãy xương sườn số 3 và số 4 bên phải, chưa rõ có chọc thủng nội tạng không. Nói đến đây, từ Hà ở bên ngoài còn trợn mắt to hơn nữa, cơ hồ là nhìn chằm chặp vào từng chi tiết mà Tần Hoan nói. Bởi vì những điều diễn ra ban nãy, cho dù kết quả nghiệm thi của hắn không chuẩn xác thế nhưng nghiệm cũng đã nghiệm rồi. Còn tiếp theo sau đây mới là những điều hắn không ngờ tới, hắn phải xem xem Tần Hoan làm thế nào để giúp nhị công tử An Dương Hầu Phủ lật lại bản án. Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Hoan sẽ bắt đầu mổ thi, thế nhưng nàng lại đi sang bên cạnh lấy giấm trắng ra nàng lấy khăn nhúng vào giấm rồi lau chùi cẩn thận khắp ngực bụng của lâm đại hưng hoác hoài tín nhướn mày nhìn từ hà này để làm gì từ hà lắc đầu không biết gì tiểu nhân không biết tiểu nhân chỉ biết là ở nghĩa trang thỉnh thoảng cũng vầy giấm để át đi mùi vị thế nhưng tiểu nhân chưa bao giờ thấy người nào dùng giấm lau lên thi thể cả Mọi người nói chuyện ở bên ngoài đều đã cố tình nói thật nhỏ, thế nhưng cửa sổ vẫn mở, lại ở ngay gần cho nên Tần Hoan vẫn nghe thấy. Nàng nhìn chằm chằm thi thể, sắc mặt lạnh lùng, ngay lúc mọi người nghĩ rằng sẽ không để ý đến thì lại thấy nàng lên tiếng. Dấm có thể xuyên qua da, có thể khiến cho những vết thương ở tận phía sâu mà mắt thường khó phát hiện lộ ra bên ngoài. Từ Hà đáy mắt sáng lên cứ như vừa phát hiện được bí kíp vội vàng lầm nhầm theo ba lần để ghi nhớ. Chỉ sau vài cây chớp mắt, ánh mắt tần hoan ngưng lại. Trên lồng ngực Lâm Đại Hưng vốn đã có một loạt vết chảy ra và máu tủ, thế nhưng bây giờ lại thấy hiện lên thêm một vết máu đọng màu thâm đen. Ngực trái nạn nhân có một vết thâm đen hình tròn hiện lên. Tần Hoan nheo mắt rồi lạnh lùng nói. Là một vết thương nghiêm trọng do đồ vật có đầu tù, hình dáng giống búa đập mạnh vào hoác hoài tín trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy như mưa khắp thái dương. Giọng nói nhạc quỳnh trở nên thâm trầm. Hoác huynh, đây là có chuyện gì? Nhạc thanh ở bên cạnh cũng lấy lại tinh thần. Chi phủ đại nhân, vũ khí của ta là một thanh trường kiếm, mà hàng ngày đều để ở trong quân doanh. Hôm nay ta chỉ dùng tay không đánh nhau với Lâm Đại Hưng, tuyệt đối không sử dụng vũ khí đánh hắn. Tay hoác hoài tín run rẩy ướt sũng mồ hôi cố chấp cứng miệng. Chỉ là một vết thương mà thôi, Lâm Đại Hưng là người làm công, ngẫu nhiên đụng chúng cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay hắn thổ huyết mà chết, cũng không nhất định vì vết thương đó mà thổ huyết. Cộng thêm đám người ngụy ngũ làm chứng, chính là sau khi đánh nhau với nhị công tử mới thổ huyết. Nhạc thanh nhớn mày chưa kịp nói thì tần hoan ở bên trong phòng đã đứng thẳng người lên. Chi phủ đại nhân nói không sai, tìm thấy một cái vết thương không thể chứng minh điều gì. Tuy vết thương này nặng hơn những vết thương mà nhị công tử gây ra trên người Lâm Đại Hưng rất nhiều, thế nhưng Lâm Đại Hưng thổ huyết cũng không nhất định là do vết thương này. Nói câu này xong Tần Hoan mới sách dương của Từ Hà lại đây. Trong dương của Từ Hà có đầy đủ dao kéo kìm búa, Tần Hoan cầm một con dao nhỏ nhất lên, chấn tĩnh lại một chút rồi đứng trước bàn dài. Nhìn động tác này của nàng thì mọi người biết nàng đang chuẩn bị làm gì rồi. Nhạc ngưng đứng gần tần hoan nhất, nàng theo bản năng liền ngừng thở. Tần hoan khom lưng, tay ấn lên bụng lâm đại hưng vài cái giống như đang tìm vị trí thích hợp rồi rạch dao xuống. Da bụng hơi phồng lên của lâm đại hưng bị lưỡi dao sắc bén của tần hoan rạch ra. Vượt ngoài tưởng tượng của nhạc ngưng là không có cảnh máu tươi bắn tung tóe ra bên ngoài thế nhưng rất nhanh có một mùi thối giữa buốt óc tràn ra. Ngay sau đó nhạc ngưng thấy được máu thịt bên trong khoang bụng của Lâm Đại Hưng, thậm chí thông qua vết cắt ngay ngắn của Tần Hoan, nhạc ngưng còn thấy được tiết diện cắt ngang của thịt người trông như thế nào. Dù Lâm Đại Hưng chết đã lâu, ngoài ra đã bắt đầu có hiện tượng thối giữa dần chuyển qua màu xám đen cùng với thi đốm bao phủ, thế nhưng nội tạng trong bụng hắn vẫn máu chảy đầm đìa nhìn tần hoan vẻ mặt vẫn ung dung chấn định, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhạc ngưng ra sức nghiến răng. Thế nhưng nhìn thấy máu tươi từ trong bụng lâm đại hưng chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhạc ngưng cũng nhịn không được mà chạy ra ngoài. Nàng chạy một mạch ra bên ngoài, vừa chạy đến cửa liền nôn mưa. khoét tim định ra hung thủ. Mấy người giang thị và nhạc thanh vội vàng chạy đến. Ngưng nhi, con sao rồi? một tay nhạc ngưng chống lên lan can bên ngoài hành lang, nôn mãi cho đến lúc nước mắt chảy ra, trong miệng cũng chua lè, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm hại như vậy. Nhạc ngưng hổ thẹn vô cùng, nếu như nói trong phòng là một chiến trường thì nàng giống như một tên lính đảo ngũ. Nghĩ đến đây nhạc ngưng quay đầu nhìn qua song cửa sổ vào trong phòng, tần hoan vẫn ở trong đó chuyên chú thao tác nhạc ngưng nóng bừng mặt bỗng nhiên nàng cảm thấy ban đầu mình coi thường tần hoan thật đúng là quá thất lễ mau lục vân đi lấy nước lại đây giang thị đau lòng không thôi con cái đứa nhỏ này đừng có cậy mạnh mẫu thân ở bên ngoài nhìn thôi đã không chịu nổi huống hồ con còn ở bên trong mau uống nước đi cho đỡ mùi giang thị vừa lau miệng giúp nhạc ngưng vừa căn dặn lục vân dọn dẹp bãi nôn dưới đất nhạc thanh và nhạc gia đỡ nhạc ngưng ngồi sang bên cạnh Nhạc Quỳnh và Hoác Hoài Tín vẫn đứng nhìn vào phòng, sắc mặt đầu trầm trọng. Chớ nói nhạc ngưng kiên trì không được, ngay cả hai đại nam nhân như bọn họ cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Giết địch trên xa trường khác với vông dao mổ thi nghiệm cốt, ngồi ở trên quan hình đài nhìn tội phạm bị chặt đầu cũng không giống nhìn người ta mổ thi. Nhìn tần hoan moi từng cái từng cái nội tảng của nạn nhân ra trước mặt mọi người xem xét mà xem xét với cái kiểu chậm chậm cẩn thận tỉ mỉ này khiến cho ra đầu hai người tê dần. Chỉ có Yến Trì cùng với Từ Hà còn đứng im lặng ngoài cửa sổ nhìn Tần Hoan. Động tính của nhạc ngưng cũng không quấy dày đến nàng, ánh mắt nàng chuyên chú, cả người nàng khom xuống, đôi tay cực ổn định, nàng cứ thế một dao rồi lại một dao rạch từ bụng lên trên. Từ vị trí của Yến Trì nhìn sang, Lâm Đại Hưng đã bị Tần Hoan phanh ngực mổ bụng, trông cực kỳ kinh hãi đáng sợ trường hợp thế này ngay cả yến trì cũng không muốn nhìn lâu vậy mà tần hoan lại thản nhiên ung dung như không chỉ vì nàng là đại phu sao nàng còn nhỏ tuổi như vậy ngay cả có hành y tế thế thì người được nàng cứu dưới tay có lẽ cũng không vượt qua trăm người huống hồ không phải đại phu nào cũng có thể dựa vào thương tích mà có thể nhận ra nguyên nhân dẫn đến vết thương kiến thức này chỉ ngộ tác có tay nghề và kinh nghiệm cực kỳ cao mới có thể làm được nếu không thì quan phủ muốn nghiệm thi cứ trực tiếp mời đại phu bên ngoài về nghiệm là xong cần ngỗ tác để làm gì thời gian dần trôi mùi máu tanh và mùi hôi thối tràn từ trong phòng ra ngoài từ hà ngửi thấy sắc mặt cũng dần trắng bệch chớp mắt sau hắn nhịn không được mà lui ra cửa há miệng hít thở hồng hộc không khí trong lành bên ngoài thân thể tần hoan hơi ngừng lại một chút làm việc dưới sự quan sát của mọi người khác hoàn toàn với làm việc một mình nàng trung quy cũng không thể thừa hưởng được năng lực tập trung không quan tâm đến ngoại cảnh của phụ thân tiếng bước chân chạy đi của từ hà khiến cho nàng hoàn toàn thả lỏng tiếp tục chuyên chú vào đôi tay tần hoan quay quay cái cổ đau mỏi theo bản năng nhưng vừa mới quay ra đã lại sửng sốt nàng vốn tưởng rằng ngoài cửa sổ vốn đã trống không không còn ai nhưng lại không ngờ đến yến trì vẫn còn đứng ở đó mà hiện tại đôi mắt vốn mang theo cảm giác hiện diện mãnh liệt của hắn đã không còn chút huy lực áp bức nào, đôi mắt đen như mực hòa quyện vào bóng đêm ngoài kia, như ánh trăng sáng trong tĩnh lặng, như ngọn đèn ấm áp mờ ảo nhàn nhã mà khoan thai bao phủ lên người nàng. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, chuyên chú giống như không muốn quấy dày sự cố gắng của nàng. Hắn như thế, gần như ngay lập tức khiến cho trái tim tần hoan đập lỡ mất một nhịp. Hôm nay mới chỉ là lần thứ hai Tần Hoan nhìn thấy vị ma vương này. Bất luận là từ trước nghe những tin đồn về hắn, hay là cảm giác hiện tại khi gặp người thật đều đã khiến cho nàng xác định rõ rằng vị thế tử cao cao tại thượng tay nắm trọng quyền này có thể là tính tình trung nghĩa chính trực thế nhưng thủ đoạn và tâm cơ của hắn chắc chắn không phải là một người lương thiện. Nàng kính trọng thân phận cao cao tại thượng của hắn, kính trọng công lao bảo vệ quốc gia của hắn thế nhưng nàng hoàn toàn không có ý định hiếu kỳ hay thân cận với hắn. Bởi vì nàng nghĩ nàng và hắn gặp mặt hai lần chẳng qua chỉ là cùng xuất hiện ở trong An Dương Hầu Phủ thôi, sau này sẽ không bao giờ có bất kỳ tương tác nào nữa. Bốn mắt nhìn nhau, mới chỉ chớp mắt mà trong lòng tần hoan đã có muôn vàn suy nghĩ, nàng phảng phất như vừa mới nhận ra một con người khác của vị thiết tử điện hạ này, phạt nhìn giống như đêm đông giá rét nhưng thực ra lại khiến cho lòng người cảm thấy trong sáng mà ấm áp. Rất nhanh tần hoan đã thu hồi ánh mắt, khóe môi nàng khẽ nhếch, dao trong tay lại vừa nhanh vừa chuẩn rạch xuống. Mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc bay ra, thế nhưng khóe môi yến chỉ lại cong cong. Ánh mắt vừa rồi này của nàng dường như cũng không giống với ánh mắt cả ngày hôm nay nàng nhìn hắn. Cả tòa án dương hầu phủ to lớn cùng với toàn bộ mọi người nhạc gia như tiêu biến hết giờ phút này dường như chỉ còn nàng và hắn cùng nhau đứng trơ trọi dưới gió đêm đèn mờ, giống như hai vết mực vô tình chạm nhau. Tuy chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhưng linh hồn và khí chất của nàng lại như một nét vẽ chậm mà rãi sâu nặng vẽ lên khắp tứ chi bách hải của hắn, ngay lập tức khiến cho trong lòng hắn dâng lên một khao khát muốn tìm hiểu nàng sâu hơn nữa. Chờ nhạc ngưng hồi phục lại cũng phải khoảng một khắc sau, cả người nàng mệt mỏi lại không có tinh thần như ban nãy giang thị đau lòng nhìn qua hướng cửa sổ ngưng nhi cứng rắn thế này mà còn chịu không nổi thật không biết hoan nhi hoác hoài tín đã tỉnh táo trở lại liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh gần qua nửa canh giờ rồi cũng không biết cửu cô nương có thể tìm ra nguyên nhân từ đó hay không vất vả nửa ngày trời nếu thật sự như từ hà nói là xương sườn chọc thủng tạng phủ nói xong ông lại nhìn nhạc thanh một cái có lẽ nhị công tử lại càng thất vọng hơn rồi Nhạc thanh lắc đầu. Khẩu cung ta đã viết, dấu cũng đã đóng, tình trạng của ta hiện tại đã là tệ nhất rồi. Nếu kết quả cuối cùng của cửu cô nương cũng không thay đổi được gì thì ít nhất sẽ khiến cho ta tâm phục khẩu phục. Trong lòng hoác hoài tín lại nhịn không được mà hốt hoảng, ông không muốn xử lý công tử nhà An Dương Hầu. Mặc dù tính tình nhạc quỳnh chính trực nhưng ông vẫn sợ có hiềm khích với An Dương Hầu Phù. Nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn bắt ông phải thừa nhận chính mình định sai án rồi. Nếu là như vậy, ông không chỉ không ngừng đầu lên được khi đối diện với An Dương Hầu Phủ, mà đối diện với một tiểu cô nương mới 16 tuổi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, lại trở thành một tên hôn quan thiếu chút nữa tạo ra án oan mà mồm miệng toàn nói ra những điều vớ vẩn. Đúng là đạo lý này, nhưng chuyện tình ngày hôm nay không nên nói lung tung ra ngoài. Giang thị nói một câu rồi lại nhìn đám người trong phòng thân phận của Tần Hoan vốn đã bị đồn đại là khắc phù khắc mẫu, nếu như còn dính đến chuyện nghiệm thi nữa thì truyền ra ngoài có lẽ sẽ còn khó nghe hơn. Ở đây ngoài Hoác Hoài Tín và Từ Hà thì chính là mấy vị chủ từ nhạc gia, cộng thêm Lục Vân và Ngụy Môn Chi nữa thôi. Ngụy Ngôn Chi vội vàng gật đầu. Ván sinh đã hiểu, xin phu nhân yên tâm. Giang thị lại hỏi. Tỷ nữ của Hoàn Nhi đâu? Lục Vân vội đáp. Vẫn đợi ở bên ngoài. Giang thị gật gật đầu, bây giờ mới hồi hộp nhìn đến chỗ cửa sổ. Kết quả nghiệm thi của Tần Hoan quyết định tương lai của Nhạc Thanh, nên đương nhiên bà hy vọng kết quả này sẽ có lợi cho Nhạc Thanh. Vừa đúng lúc này, Tần Hoan ở bên trong phòng thẳng người lên. Làm phiền thế tử Điện Hạ gọi Hoác Đại Nhân và Hầu Gia qua đây. Mấy người Hoác Hoài Tín ở ngay gần đấy nên ngay lập tức đã nghe thấy câu này của Tần Hoan. Trong lòng mọi người biết đã có kết quả, Cả đám người vội vàng kéo nhau ra đứng bên song cửa. Hoắc Hoài Tín mới vừa đứng lại đã nhìn chằm chằm vào Tần Hoan. Thế nào rồi? Tiếng nói vừa ngưng thì Tần Hoan thò tay vào bên trong ngực Lâm Đại Hưng móc ra một vật gì đó tanh tươi máu thịt, lẫn lộn. Hoắc Hoài Tín theo bản năng hỏi, "Đây là cái gì?" Lúc Hoác Hoài Tín hỏi thì cũng là lúc mọi người đều nhìn vào lòng bàn tay Tần Hoan. Thứ kia trông rất giống một cục thịt giữa nát. Nhạc ngưng nhìn xong lại cảm thấy bụng dạ mình bắt đầu cuộn lên rồi. Đây là tim nạn nhân, như chi phủ chứng kiến, trái tim đã bị đánh nát ra thế này. Không quan tâm đến đám người hoác hoài tín mặt mũi tái mét, tần hoan nghiêm trang nói. Trong ngũ tạng nạn nhân, duy nhất chỉ có trái tim bị vỡ nát, nạn nhân tử vong do bị một vật cùn đập mạnh vào ngực. Hung thủ không phải là nhị công tử. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Xinh đẹp vô song hùng thủ không phải là nhạc thanh giang thị không dám nhìn cục thịt tanh nồng khiến cho bà không thoải mái kia chỉ kích động chống tay lên bệ cửa hoan nhi con nói cái gì con khẳng định khẳng định không phải là thanh nhi đánh chết người còn chưa dứt lời mà giọng nói của giang thị đã nghẹn ngào mọi người ngoài cửa sổ đều nhìn chằm chằm tần hoan không rời mắt Mặc dù dáng vẻ bị phanh ngực mổ bụng của Lâm Đại Hưng khiến người ta cực kỳ chấn động nhưng giờ phút này thì lực chú ý của mọi người đều nằm ở chỗ nhạc thanh có phạm phải tội giết người hay không. Tần Hoan xoay người, nhét vật ở trong tay vào lại trong ngực Lâm Đại Hưng rồi nói. Lâm Đại Hưng bị gãy xương sườn số 3 và số 4 bên phải, bên dưới chỗ gãy là gan và lá lách nhưng vẫn chưa bị đâm thùng, thế nhưng trái tim lại vỡ nát. Tần Hoan vừa nói vừa sửa sang lại di hài của Lâm Đại Hưng trái tim Lâm Đại Hưng vỡ nát, vì thế mới dẫn đến thổ huyết mà chết, đối chiếu với vết thương thâm đen trên ngực Lâm Đại Hưng lại cực kỳ ăn khớp. Tần Hoan hơi ngừng lại rồi quay sang nhìn Hoắc Chi Phủ nói. Hung khí trên cơ bản có thể kết luận chính là một vật hình tròn giống búa, hung thủ dùng vật này đập mạnh vào ngực Lâm Đại Hưng, trực tiếp khiến cho trái tim vỡ nát thổ huyết vong mạng. Hơn nữa, vì bị thương vào tim nên Lâm Đại Hưng sẽ mất mạng trong một khoảng thời gian rất ngắn ánh mắt tần hoan nghiêm nghị hẳn lên nhìn hoắc hoài tín. Người đầu tiên phát hiện Lâm Đại Hưng bỏ mạng là ai? Mồ hôi hoắc hoài tín chảy xuống như mưa, Giang Thị và mấy người nhạc quỳnh vẻ mặt đều vừa ngỡ ngàng vừa kinh hỉ. Nhạc thanh sững sờ dây lát. Con không đánh chết hắn, con đã nói rồi con ra tay rất kiềm chế, mặc dù tức giận nhưng con không hề muốn lấy mạng hắn. Phụ thân, ngỗ thân, hắn không phải bị con đánh chết. Nhạc quỳnh mím môi, khóe mắt hơi rớm lệ, chỉ liên tục vỗ vỗ lên bà vai Nhi Tử mà không nói câu nào. Giang Thị rơi nước mắt. Thanh Nhi, như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi. Nhị đệ, ta biết ngay mà, đệ sẽ không giết người. Nhị ca, tổ mẫu biết được chắc chắn sẽ vui vẻ. Mấy người nhạc gia đều kích động không thôi, nhạc Quỳnh quay người sang nhìn Hoác Hoài Tín. Hoác Huynh. Sắc mặt Hoác Hoài Tín tái mét, ông chợt luống cuốn dây lát ông không ngờ rằng Tần Hoan thật sự phát hiện ra chứng cứ quan trọng nhất. Thế này chính là nghiêm khắc đánh vào mặt ông, thiếu chút nữa ông đã gây ra một án oan rồi. Hầu ra, tại hạ, tại hạ. Hoác Hoài Tín nói không thành câu, Tần Hoan ở bên trong lại lên tiếng. Con người không phải là thánh hiền, ai cũng có thể mắc sai lầm, Hoác Đại Nhân cũng chỉ là người phàm trần giống như chúng ta. Tuy án này suýt nữa thì trở thành án oan, thế nhưng suy cho cùng thì hoắc đại nhân không hề khư khư cố chấp, ngược lại lại cùng ta đánh cuộc. Hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, hoắc đại nhân cứ dựa vào đó mà tìm ra hung thủ là được, không cần vì chuyện này mà làm rối loạn trận tuyến. Còn người hoắc hoài tín mở to, không thể tin được tần hoan còn có lòng dạ như vậy, có thể chủ động đứng ra giải thích thay ông. Ta! hoắc hoài tín há mồm thở dốc lại nhìn về phía nhạc quỳnh hầu ra Nhạc Quỳnh lắc đầu. Hoác Huynh, cửu cô nương còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện lại cực kỳ có đạo lý. Chuyện này thực sự Huynh có chỗ sơ suất. có điều con người dù sao cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, lần này hầu phủ sẽ không truy cứu. Mong sao sau này Hoác Huynh có thể cẩn trọng nghiêm minh, cần phải cẩn kỹ càng tỉ mỉ trong hình mục, nếu không thế nào rồi cũng xảy ra chuyện. Hoác Hoài Tín vội lui lại một bước chắp tay cúi chào rồi lại khom mình chào Nhạc Quỳnh một cái nữa rồi mới xoay người hành một đại lễ với Tần Hoan. Lần này may mà có cửu cô nương ra tay tương trợ, hoác mỗ hổ thẹn vạn phần, vô cùng cảm kích, sau này nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng không dám ngạo mạn, cũng đa tả hầu gia phu nhân khoan dung lượng thứ, còn có nhị công tử. Mặc dù nhị thanh bị oan uổng nhưng cũng không phải là bị hoắc hoài tín vu oan, huống chi lần này hắn động thủ đánh người quả thực là cũng đánh không nhẹ. Nhạc Thanh không dám thụ lễ. Hoắc đại nhân không cần đa lễ. Ngay lúc này nên là sớm đi tìm ra hung thủ chân chính để trả lại công đạo cho người chết. Lần này ta đánh người cũng phải chịu trách nhiệm. Hoắc đại nhân không cần quá mức tự trách. Lúc này Hoắc Hoài Tín mới đứng thẳng lên, trong lòng cảm xúc rất hỗn loạn. Bên trong phòng, Tần Hoan lại nói: Thứ nhất là hung khí, thứ hai, trong lời khai của Ngụy Ngũ kia nghi ngờ có chỗ nói dối. Hoắc đại nhân có thể dựa vào hai điểm này mà điều tra, ta tin tưởng cũng không khó để tìm ra chân tướng." Hoắc Hoài Tín lại chắp tay, dựa vào sự giúp đỡ của Cửu cô nương, Hoắc Mỗ liền đi bắt người, nạn nhân cũng lập tức đưa về nha môn. Chư vị yên tâm, Hoắc Mỗ nhất định nhanh chóng tra ra hung phạm đến thỉnh tội cùng với chư vị. Tần Hoan trong phòng đã khâu lại vết mổ trên bụng Lâm Đại Hưng, rửa sạch sẽ rồi mặc lại y phục cho hắn coi như cũng không khác biệt gì so với người chết thông thường. Còn Hoác Hoài Tín nói là làm, vừa ra tiền viện bắt mấy người ngụy ngũ vừa sai người khiêng thi thể Lâm Đại Hưng đi. Chờ cho người của phủ nha đều rời đi hết, cuối cùng hầu phủ cũng yên bình trở lại. Cửu cô nương, lần này đa tạ cửu cô nương cứu giúp thay nhạc thanh tẩy rửa oan khuất, xin nhận một bái của nhạc thanh. Nhạc thanh quỳ một gối xuống đất, cúi đầu bái tần hoan. Tần hoan nghiêng người tránh né khóe môi cong cong. Nàng hành sự như vậy do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phụ thân và làm theo trái tim mình. Nàng thay nhạc thanh lật lại bản án chỉ là thứ yếu. Nếu không chứng kiến ngụy ngũ kia nói dối thì nàng cũng sẽ không hoài nghi án này còn có ẩn tình khác. Nhị công tử không cần phải như vậy. Tần Hoan trong khuê phòng có xem qua một vài cuốn sách viết về hình ngục. Tần Hoan cực kỳ khâm phục những người chính nghĩa đề cao công lý, bảo vệ chân tướng. Có thể rửa sạch oan khuất cho công tử Tần Hoan cũng cực kỳ vinh hạnh. Tần Hoan vừa mới mổ nghiệm xong, mặc dù đã rửa sạch tay rồi nhưng trên người vẫn có mùi. Tần Hoan nghe xong mấy câu bày tỏ lòng cảm kích của người nhạc gia thì thoái thác nói: "Đã muộn rồi, chuyện của nhị công tử cũng đã định, tiếp theo đây chuyện quan trọng nhất chính là thái trưởng công chúa, chăm sóc thái trưởng công chúa quan trọng hơn nên phu nhân không cần phải hao tâm tổn sức vì Tần Hoan." nhưng mà không biết trong phủ có xiêm y nào vừa với tần hoan không? Trên váy tần hoan có dính mấy vết máu, xiêm y này không mặc được nữa rồi. Đây là chuyện nhỏ, Giang Thị vội vàng nói có, tần hoan lại nói. Vậy thì làm phiền phu nhân phân phó một vị tỷ tỷ mang đến giúp, tần hoan tự đến mai viên rửa mặt trải đầu là được. Giờ phút này tần hoan không chỉ là khách của hầu phủ mà còn là ân nhân. Ánh mắt Giang Thị nhìn tần hoan vừa cảm kích lại vừa thương tiếc xem tần hoan như chính người nhà mình ta bảo lục vân đưa con qua đó chắc chắn là con mệt lắm rồi trước tiên đi rửa mặt trải đầu rồi nghỉ ngơi đi ta tự mình đi chọn cho con mấy bộ xiêm y con không biết đâu ngưng nhi không thích mấy loại váy màu sắc tươi sáng của nữ nhi ra năm nào ta cũng đặt mua cho nó mà nó luôn không động đến thế này cũng vừa khéo từ nay về sau nhé ta có thể được trang điểm cho nữ nhi của mình giống như phu nhân mấy nhà khác rồi lời nói này có ý như là muốn bắt tần hoan đem về coi như nữ nhi thân sinh của mình rồi tần hoan vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ rồi đi theo lục vân về phía mai viên tần hoan vừa đi giọng nói của giang thị vẫn nhảy nhót kích động thật sự quá tốt rồi ai có thể ngờ được là chúng ta lại gặp được tiểu bồ tát như hoan nhi đợi mẫu thân tỉnh lại ta nhất định phải đi vào miếu dân hương giá nhi thanh nhi sau này hai đứa phải chăm sóc hoan nhi như muội muội mình con bé thực sự đã mang đến cho chúng ta một ân huệ cực kỳ to lớn. Ngưng nhi, sau này con cũng phải đối xử với hoan nhi như tỉ muội ruột thịt. Giang thị dặn dò một vòng, sau đó mới phát hiện Ngụy Môn Chi vẫn còn đứng bên cạnh mọi người nên hơi ngượng ngùng. Xem ta này, vui quên trời đất, hy vọng hiền chất đừng chê cười. Tinh thần Ngụy Môn Chi không tốt, thế nhưng vừa rồi hắn cũng chứng kiến từ đầu đến cuối thế nên hiện tại trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm thán và ngưỡng mộ tần hoan. Tiểu chất không dám, cửu cô nương diệu thủ nhân tâm, tiểu chất hoàn toàn cảm phục. Giang thị cười rộ lên, lúc này mới nói với nhạc quỳnh. Hầu ra, người dẫn mấy đứa đi thăm mẫu thân, hoan nhi còn chưa dùng bữa tối, ban đầu là bận rộn cả ngày xong giờ lại bận rộn cả đêm, nhất định là con bé đói bụng lắm rồi. Ta đi chọn y phục xong rồi qua phòng bếp làm ít thức nhân tiện thể đem qua mai viên, xong rồi ta mới đến chỗ mẫu thân được. Nhạc Quỳnh vui vẻ gật đầu, sau đó Giang Thị dẫn người rời đi. Giang Thị đi rồi, Ngụy Ngôn Chi cũng xin phép cáo từ. Yến Chỉ vẫn luôn đứng ở bên cạnh nên lúc này cũng đi theo mấy người Nhạc Quỳnh đến thăm Thái trưởng công chúa. Vừa đi Yến Chỉ vừa cố ý đi chậm lại tụt xuống phía sau cùng. Bạch Phong, tên cửu cô nương là chữ gì? Một thân ảnh hiện ra từ trong bóng tối, Bạch Phong rút một tờ giấy trong tay áo ra. Điện hạ, đây là gia phả của tần thị nhị phòng mà tiểu nhân sai người cha được. Yến chỉ cầm lấy, vừa nhìn lướt qua ánh mắt liền sáng lên. Hắn nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ gấp tờ gia phả lại cất vào trong tay áo. Tần hoan, hoan hỉ, mỉm cười một cái, xinh đẹp vô song. chương 39, dịu dàng. Tiểu thư, sao ban đầu nói nhị công tử đánh chết người, nhưng vừa rồi lại nói nhị công tử là bị oan buổi tối phục linh vẫn luôn chờ ở bên ngoài chỉ nhìn thấy người đi ra đi vào chứ không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tần hoan đi đằng trước do phủ nha chưa điều tra rõ thực hư nên mới hiểu lầm phục linh gật gật đầu lại hơi nhăn mũi tiểu thư trên người tiểu thư có mùi gì thế sao người thấy cứ lạ lạ tần hoan định nói lại thôi trong phòng kia ẩm thấp nên mùi mốc hơi nặng phục linh trợn tròn mắt đây là hầu phủ đó chỗ để tiếp khách sao lại có mùi nấm mốc nhỉ? Mặc dù Phục Linh nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra lời. Lục Vân đi tuốt đằng trước dẫn đường, không bao lâu sau khẽ nói. Cửu cô nương, đến rồi. Chủ tớ Tần Hoan ngước mắt lên quả nhiên đã thấy Mai Viên ở ngay trước mặt. Đây là một tiểu viện độc lập, mói xanh tường trắng, trong viện trồng trúc cao, lục mai thành từng cụm, giờ chưa vào mùa nên hoa mai chưa nở. Hiện tại đã có mấy bà vú già đứng chờ sẵn ở bên ngoài, đèn đuốc cũng sáng trưng. Tần Hoan dẫn Phục Linh đi vào, Lục Vân theo sau nói: "Ở đây tất cả đều đã chuẩn bị xong, vừa rồi cử cô nương. Trước tiên cứ rửa mặt chải đầu, một lúc nữa phu nhân sẽ qua đây." Bố trí trong phòng đều là theo phong cách cao quý tao nhã, Phục Linh nhìn đồ trang trí khắp nơi đều là thượng phẩm nên âm thầm chép miệng, sau đó vội vàng cảm tạ Lục Vân. Lục Vân đáp lời không dám rồi dẫn Tần Hoan vào phòng bên. Nước ấm trong phòng đã chuẩn bị xong, Lục Vân nói. Nô tỳ chờ ở bên ngoài, cửu cô nương có dặn dò gì xin cứ gọi nô tỳ là được. Lục Vân nói xong liền lui ra ngoài, Phục Linh thở phào. Tiểu thư, hầu phủ đối xử với chúng ta tốt thật, viện này có khi cũng tinh tế giống như viện của tiểu quận chúa. A, à, trên váy tiểu thư dính cái gì này? Phục Linh nhìn thấy mấy vết máu kia nên kinh ngạc không thôi. Tiểu thư bị thương. Tần Hoan che đẩy. Ban ngày lúc trị bệnh cho thái trưởng công chúa bị dính phải. Tần Hoan vừa dứt lời lại có một vật rơi bột xuống. Phục Linh cúi đầu, liếc mắt một cái liền thấy được hàn nguyệt nạm vàng chạm bảo. Phục Linh vội vàng nhặt lên. Tiểu thư, đây là cái gì? Tần Hoan nhìn thấy Hàn Nguyệt thì hơi bất đắc dĩ. Là đồ của Thế tử Điện Hạ ta mượn để trị bệnh cho thái trưởng công chúa. Là dệ thân vương thế tử điện hạ. Thấy tần hoan gật đầu, ánh mắt phục linh hơi lóe sáng, nhưng khi nhìn xuống hàn nguyệt lại thấy kinh sợ, nàng cẩn thận để sang bên cạnh rồi đỡ tần hoan vào bể tắm. Tiểu thư hôm nay chắc chắn là mệt lắm rồi, trị bệnh cho thái trưởng công chúa hết nửa ngày, buổi tối lại bị trì hoãn lâu như vậy, may mà bệnh tình của thái trưởng công chúa đã ổn định rồi. Nói xong Phục Linh lại hiếu kỳ. Chuyện của nhị công tử là như thế nào? Tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân, có nghe được gì không? Khóe môi Tần Hoan hơi giật giật. Sau khi Nghiệm thi lại lần nữa thì mọi chuyện đã rõ ràng. Nghe thấy hai chữ Nghiệm thi, lông mày Phục Linh run lên. Nghiệm thi, nghĩ đến là sợ. Nói xong lại như nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tiểu thư có biết Tân nương tử kia ở đâu không? Tân nương mà Phục Linh nói đương nhiên là Tống Nhu, tiểu thư Tống gia. Tống Nhu đã chết mà lại mặc giá y chết trong kiệu hoa. Tần Hoàn nghĩ đến cũng thấy trong lòng căng thẳng, lúc này Phục Linh hỏi đến lại càng làm cho người ta lạnh sống lưng. Chắc là mang đi nghĩa trang thôi. Nghĩa trang là chỗ đặt thi thể, bình thường các thi thể không có người nhận cùng với các thi thể có liên quan đến án mạng của phủ nha thì đều gửi tạm lại ở trong nghĩa trang. Phục Linh sợ hãi run bần bật, Tống tiểu thư chết thảm như vậy, cũng không biết có đến trong phủ hay không phục linh càng nói càng sợ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như sợ ở bên đó có cái gì nước tắm ấm nóng làm cho hai má tần hoan hơi ửng hồng nàng nhắm hờ mắt hơi tiếc nuối người chết như đèn cạn dầu không thể tin vào mấy chuyện quỷ thần em đừng có tự dọa mình như thế phục linh ngậm miệng không dám nói tiếp nhưng trong lòng vẫn thấy lo sợ tần hoan mới vừa mặc áo trong lên thì giang thị đến bà thấy phục linh đang lau tóc cho tần hoan thì vội vàng đi tới cầm lấy khăn trong tay phục linh con ngồi đó đi sao dám phiền toái phu nhân giang thị cười nói sao lại là phiền toái ta xem con như nữ nhi ruột thịt con không những chỉ bệnh cho mẫu thân lại còn tẩy sạch oan khuất cho thanh nhi chút việc nhỏ này tính là gì chứ nói xong bà lại giãi bầy giá nhi và thanh nhi đều là nam nhân cho nên từ nhỏ phụ thân bọn nó đã không cho ta nuông chiều quá mức ngay từ nhỏ đã phải ra ở riêng. Ngay cả Ngưng Nhi cũng thế, 10 tuổi đã không ở cùng viện với ta rồi. Việc này đã rất nhiều năm rồi ta chưa làm, người ngoài nhìn thấy đều tưởng rằng ta nhàn hạ, thế nhưng ta lại muốn đích thân mình chăm sóc cho Ngưng Nhi nhiều hơn. Con tương phản hoàn toàn với Ngưng Nhi, nhìn bên ngoài nó rất mạnh mẽ thế nhưng còn chưa trải qua phong ba bão tố khổ sở, còn con nhìn thì rất dịu dàng mềm yếu, thế nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên cường. Chuyện ban nãy ta đã sống cả nửa đời người rồi mà khi chứng kiến còn chịu không nổi, vậy mà con lại bình tĩnh tự mình mổ nghiệm thi. Bọn ta đứng ở bên ngoài trong lòng ai cũng tự hổ thẹn rồi sau đó lại cực kỳ ngưỡng mộ con, ta. Choang. Giang thị đang định nói tiếp thì bị tiếng động làm ngắt lời. Bà quay sang nhìn thì thấy ly trà trên tay Phục Linh đã rơi xuống đất. Ly trà này vốn là Phục Linh rót cho Giang thị, lại không biết làm sao mà lại trượt tay. Tần Hoan thầm kêu không tốt, vội vàng gằn giọng, "Phục Linh." Sắc mặt Phục Linh tái mét nhìn Giang thị, vốn muốn hỏi cái gì đó nhưng nghe thấy câu này của Tần Hoan liền cúi đầu nói, "Xin phu nhân thứ tội, nô tỳ quá vụng về rồi." Giang thị cười cười, "Không sao, người là tỷ nữ vẫn đi theo Tần Hoan." Phục Linh vừa nhặt ly trà lên vừa đáp lời, Giang thị lại nói, "Ngươi là một nha đầu tốt, đây là bổn phận của nô tỳ." phục linh vội nói rồi xoay người chạy đi rót trà nàng suýt nữa thì khóc thành tiếng ban nãy nàng không nghe nhầm hầu phu nhân nói là tiểu thư nhà nàng đích thân mổ nghiệm thi thể mổ nghiệm cả tay lẫn chân phục linh đều run lên lau tóc xong giang thị cười cười bảo lục vân gọi người bên ngoài vào người đi vào có hai nhóm một nhóm có ba bốn người là mang đồ ăn đến một nhóm có năm sáu người mang y phục mới cùng với hai bộ trang sức cực kỳ xinh đẹp đến Y phục này vốn là chuẩn bị cho ngưng nhi, nhưng nó không thích mặc. Ta thấy con thích màu sắc mộc mạc thế nên mới chọn hai bộ lụa vân la và hai bộ váy màu xanh ra trời. Nhìn dáng người con cũng tương tự ngưng nhi, mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Tổng cộng tần hoan đến hầu phủ được hai lần, hôm qua lúc đến tiệc hỉ thì y phục còn có chút lộng lẫy, nhưng hôm nay đến thì chỉ mặc y phục thông thường, cộng thêm những lời đồn đại nữa nên đương nhiên Giang Thị hiểu được hoàn cảnh của tần hoan hai bộ trang sức này, một bộ là bạch ngọc vu sơn, một bộ là thanh ngọc côn luân, vàng bạc bọc bên ngoài ngọc cũng đều là thượng phẩm. Đây là đồ trước kia được ban thưởng từ trong cung, ta cũng chưa bao giờ đeo lên, ta chọn tới chọn lui mới được hai bộ này hợp nhất với con. Nói xong Giang Thị liền lấy một cây châm bạch ngọc lan ướm thử lên đầu tần hoan, lại nhìn vào tần hoan ở trong gương đồng. Xem này, sắc ngọc phản chiếu lên người, người còn yêu kiều hơn hoa, Hoan Nhi xinh đẹp thế này, chắc chắn mẫu thân con cũng là tuyệt thế mỹ nhân." Tần Hoan nhìn bản thân mình trong gương sau đó lại nhìn Giang thị, đột nhiên nàng nhớ đến rất nhiều chuyện về phụ mẫu mình ở Thẩm gia. Đôi mắt nàng đỏ ửng, vội vàng cúi đầu. Giang thị thấy thế liền biến sắc, trong mắt tràn đầy đau xót. "Coi cái miệng ta này, đang yên đang lành lại nhắc đến mẫu thân con, con ngoan, sau này có ta đây, còn có An Dương hầu phủ nữa." chắc chắn sẽ không để con tủi thân tần hoan vội nói không phải là phu nhân đối xử dịu dàng với tần hoan làm cho tần hoan nhớ đến mẫu thân giang thị vỗ vỗ bà vai tần hoan thế thì con càng phải sống tốt lên mẫu thân ở trên trời nhất định cũng đang dõi theo con nhìn thấy con được thuận lợi như ý thì bà ấy mới có thể yên tâm tần hoan ngừng đầu lên ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn vào bản thân mình trong gương toàn gia nàng bị hàm oan mà chết thảm, một ngày không giải oan cho phụ thân nghĩa là bọn họ lại thêm một ngày không an lòng. chương 40, cha ra hung thủ quỷ hồn đòi mạng. Tiểu thư sao lại biết nghiệm thi? Phục Linh kìm nến cả đêm cuối cùng cũng hỏi ra. Đêm qua vốn là đã muốn hỏi cặn kẽ thế nhưng Tần Hoan thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Phục Linh thấy thế đau lòng không ngớt nên đương nhiên phải nhịn xuống không hỏi rồi. Tần Hoan buông thìa cháo xuống rồi cầm khăn lụa lên lau lau khóe môi. Thân là đại phu, có thể trị bách bệnh thì đương nhiên cũng có thể hỗ trợ nghiệm thi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nhị công tử bị hàm oan? Phục Linh bĩu môi. Nhưng nhưng nếu để cho người ngoài biết tiểu thư động vào người chết sẽ không tốt lắm. Mà nghiệm thi đều là công việc của ngỗ tác, địa vị ngỗ tác lại thấp kém, tiểu thư sao có thể. Tần Hoan đứng dậy, động vào người chết có gì không tốt? Ta còn từng nằm vào áo quan rồi thì sao? Phục Linh nhất thời không biết nói cái gì, lại nhìn dáng vẻ ung dung của Tần Hoan nên nàng cũng tự hiểu được bản thân mình không cần lo lắng quá. Y phụ đêm qua Giang Thị đưa đến, Tần Hoan chọn lấy một bộ. Nàng mặc áo cánh xếp ly nhẹ bằng lụa thêu trăm hoa cuốn cảnh, tà váy lả lướt làm vòng voan mỏng trông như dạng mây được cắt xuống từ đỉnh núi xanh thảm ngày xuân lại tươi mát rạng rỡ giống như bầu trời sau cơn mưa. Tất cả đều tôn lên dung mạo như ngọc của Tần Hoan, cực kỳ tươi sáng, cực kỳ xinh đẹp. Người yên tâm, chuyện này chỉ có mấy người biết. Người ngoài chỉ biết là ta biết y thuật chứ không biết ta có thể nghiệm thi." Trời vẫn còn sớm, Tần Hoan mở cửa sổ ra, nàng phát hiện khung cảnh bên trong viện này được bố trí rất tao nhã hợp lòng người. Tần Hoan dừng lại một chút rồi quay đầu sang nhìn Phục Linh. Có muốn theo ta học y thuật không? Phục Linh giật mình, đứng nhìn Tần Hoan chân chân. Phục Linh chỉ là một nô tỳ, mặc dù quyết định đi theo Tần Hoan thế nhưng nàng hoàn toàn không muốn thu được lợi gì từ Tần Hoan, nàng chỉ cần có cơm no áo mặc là được rồi. Ngay cả vì sao Tần Hoan có y thuật tuyệt đỉnh như vậy nàng cũng ủ ủ cạc cạc, nên không ngờ đến Tần Hoan lại muốn dạy cho mình. Nô tỳ Tiểu thư sao lại muốn dạy nô tỳ y thuật? Tần hoan hơi ái náy với phục linh. Nàng không phải là tần hoan nhưng hiện giờ lại biến thành tần hoan. Nàng vô duyên vô cớ nhận được tấm lòng trung thành của tiểu nha đầu này thế nhưng phục linh lại không biết chủ từ nhà mình đã hương tiêu mọc vẫn từ lâu rồi. Nữ tử muốn sống yên ổn trên thế gian này rất khó. Nếu một ngày nào đó xảy ra biến cố, nàng cũng không muốn liên lụy đến tiểu nha đầu này nàng dạy phục linh y thuật. Thứ nhất là để sau này không cần phải chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm, hay là dù sao có bản lĩnh trong tay cũng sẽ tốt hơn. Cuộc sống của chủ tớ chúng ta khá khó khăn, ngày trước do tính tình ra quá nhu nhược nên suy nghĩ mọi sự đều không chu toàn, hiện tại ta cũng không muốn để cho người ta lại khinh thường mình nữa. Hành y cứu người tích thiện tích đức, như vậy cũng có thể sống yên ổn. Phục linh nhất thời giớm nước mắt. Tiểu thư được tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đó phục linh sẽ học tần hoan khẽ cười lúm đồng tiền trên má phải lúc ẩn lúc hiện tốt lắm học từ đơn giản đến phức tạp có thể học được bao nhiêu thì xem duyên phận đi phục linh gật đầu như mổ thóc đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài tần hoan vừa quay đầu lại đã nhìn thấy lục vân bước vội vào cửu cô nương thái trưởng công chúa tỉnh rồi người mau qua xem một chút. Tần Hoan nghiêm mặt, lập tức đi ra cửa, nàng cũng vốn là đang đợi tin tức bên đó. Đi chưa được nửa khắc đã đến tiểu viện trồng mộc hoa của Thái trưởng công chúa, Giang Thị và mấy người nhạc quỳnh đều ở đây. Mọi người nhìn thấy Tần Hoan đến đều tự động tránh đường, Tần Hoan không kịp hành lễ mà đi thẳng đến bên cạnh giường Thái trưởng công chúa. Trên giường, Thái trưởng công chúa khẽ mở mắt, dễ nhận thấy là người đã tỉnh rồi thái trưởng công chúa điện hạ tần hoan khẽ nói nàng ghé sát vào mang tai của thái trưởng công chúa thì thầm thế nhưng hai mí mắt thái trưởng công chúa run run khóe môi cũng giật giật nhưng lại không nói được lên lời tần hoan nhìn trong mắt thái trưởng công chúa rồi bắt mạch sau đó đi xem xét miệng vết thương xong tinh thần mới được thả lòng hầu ra, phu nhân Miệng vết thương của Thái trưởng công chúa điện hạ không bị mưng mủ, mạch tượng cũng vững vàng, đã hồi phục được hơn một nửa rồi. Có điều tiếp theo vẫn không được lơ là, Thái trưởng công chúa muốn khôi phục lại hoàn toàn cũng cực kỳ khó khăn. Lời Tần Hoan nói khiến cho tất cả mọi người đều an lòng, Giang thị nhịn không được liền ngay lập tức chắp tay lên vái lại Bồ Tát. Hôm trước hôn sự của Nhạc Giá vừa gây ra hỗn loạn thì hôm sau bệnh tình của Thái trưởng công chúa lại trở lên nguy kịch cộng thêm việc nhạc thanh phạm phải tội giết người, toàn bộ An Dương Hầu Phủ có thể nói là khổ sở trăm bề. Thế nhưng chỉ sau một đêm, trừ việc hôn sự của nhạc giá vẫn còn là nỗi đau trong tâm trí mọi người, thì hai việc phía sau đều vượt qua mà không gặp chút nguy hiểm nào. Mà tất cả những điều này đều là nhờ công sức của một mình tần hoan. Thái trưởng công chúa tỉnh lại là điềm báo tốt, mặc dù thái trưởng công chúa vẫn cần được tĩnh dưỡng, nhưng hầu gia và phu nhân cứ yên tâm đi. Tần Hoan bổ sung, nhìn thấy Thái trưởng công chúa lại mơ màng ngủ nên mọi người lặng lặng lui ra ngoài. Mới đi được hai bước đã thấy Dương Tịch chạy từ ngoài cửa vào. Hầu ra, Tri Phủ Đại Nhân đến rồi, Tri Phủ Đại Nhân nói đã tra ra chân tướng án của Lâm Đại Hưng nên muốn mời Hầu ra phu nhân và mấy vị công tử tiểu thư đến nghe án. Tri Phủ Đại Nhân còn đặc biệt mời cửu cô nương cùng đến. Nhạc Quỳnh và Giang Thị nhìn nhau, Giang thị kéo tay Tần Hoan cùng đi ra tiền viện. Quả nhiên Hoác Hoài Tín đang chờ sẵn bên trong viện. Qua một đêm không thấy, Hoác Hoài Tín vẫn mặc bộ hoa phục hôm qua. Mặt trên có thêm nhiều vết nhăn, vành mắt Hoác Hoài Tín xanh đen, dầu mọc lờm chởm quanh mép. Vừa nhìn là biết ông ta đã thức trắng đêm không ngủ. Nhìn thấy đám người nhạc quỳnh đến, Hoác Hoài Tín vội vàng chắp tay. Hầu ra, phu nhân, đêm qua nhờ có cửu cô nương hỗ trợ nên tại hạ đã về phủ suốt đêm điều tra án này lại một lần nữa, hiện giờ đã tìm ra hung thủ. Hoác hoài tín cũng không ngồi xuống ghế, mặc dù sắc mặt rất mệt mỏi xa suốt thế nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ sáng ngời. Nhạc thanh nhịn không được hỏi. Hung thủ là ai? Hoác hoài tín nhớn mày, nhìn về phía tần hoan. Hung thủ chính là người mà cửu cô nương phát hiện ra hắn nói dối, ngụy ngũ. Mọi người ồ lên, Hoắc Hoài Tín tiếp tục nói. Sau khi Ngụy Ngũ trở về nha môn thì cũng không biết việc chúng ta nghiệm thi, vẫn cứ khăng khăng đổ tội cho nhị công tử. Tài hạ trước tiên không để ý đến hắn, mang mấy người còn lại đi thẩm vấn riêng từng người, càng hỏi nhiều thì mới thấy khẩu cung của bọn họ không khớp nhau. Hóa ra không phải mọi người cùng nhau phát hiện ra Lâm Đại Hưng, mà Ngụy Ngũ là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó hắn mới náo loạn xúi dục mọi người cùng nhau giúp Lâm Đại Hưng đòi lại công đạo. Bọn họ còn nói sau này bạc mà An Dương Hầu Phủ bồi thường đến cũng chia cho bọn họ một phần. Hoác hoài tín chỉ trong một đêm đã điều tra ra chân tướng, cũng coi như không phụ lòng mọi người, giọng nói cũng tự tin hơn nhiều so với đêm qua. Tài hạ nghe xong đã thấy chắc chắn Ngụy Ngũ có vấn đề, Tài hạ vừa thẩm vấn Ngụy Ngũ vừa sai người đi đến nhà hắn lục soát, tìm được một bộ y phục dính máu. Những người kia còn khai, Tuy Ngụy Ngũ là đốc công nhưng trước đây hắn làm công việc đóng cọc, trong đống đồ dùng hàng ngày ở nhà hắn cũng tìm được một cây búa sắt. tại hạ mang y phục dính máu, cây búa và khẩu cung của mọi người cùng đặt trên bàn, lại cộng thêm nghiệm trạng của cửu cô nương, Ngụy Ngũ liền nói dối quanh co để lộ dấu vết ở khắp nơi. Thẩm vấn đến sáng thì hắn đã khai nhận toàn bộ rồi. Nhạc thanh nhíu mày. Thật sự là hắn đã giết Lâm Đại Hưng. Chấm. Đa mỹ sắc. Hoác Hoài Tín gật đầu. Đúng vậy, hôm qua sau khi nhị công tử đánh Lâm Đại Hưng, hắn muốn đi mua thuốc xoa bóp nhưng lại không có tiền, vì vậy hắn mới đi tìm đốc công Ngụy Ngũ để xin ứng trước tiền công. Ngụy Ngũ là tên say rượu thành tính, thường cắt xén ngân lượng của người dưới, lúc Lâm Đại Hưng đến thì hắn vừa mới dùng tiền để đi mua rượu nên làm gì còn để lấy ra. Xưa nay Lâm Đại Hưng cũng biết tật xấu này của hắn nên lập tức chửi bới xô sát, lại còn định đi tố cáo với vệ đội trưởng đội phòng thành. Ngụy Ngũ nóng giận nên trong lúc đánh nhau với Lâm Đại Hưng mới vung búa lên đập một nhát qua, Lâm Đại Hưng thổ huyết mà chết ngay tại đó. Ngụy Ngũ hốt hoảng, thế nhưng vẫn nhớ vừa rồi Lâm Đại Hưng đánh nhau với nhị công tử nên mới giá hỏa cho nhị công tử. Hoắc Hoài Tín nói liền một mạch, trên mặt cũng hiện ra sự sảng khoái vì bắt được hung thủ, lại có hơi tự mãn. Mặc dù suýt nữa thì ông oan uổng nhạc thanh, thế nhưng chỉ trong một đêm đã giải quyết được hoàn toàn vụ án thì cũng qua sấm rề gió cuốn rồi. Vụ án này thật sự đã kết thúc, cũng coi như đã có câu trả lời thỏa đáng cho người nhạc gia và tần hoan. Giang thị chán ghét nói. Lúc ngụy ngũ kia thỉnh cầu công đạo vì Lâm Đại Hưng, ta còn coi hắn là người trượng nghĩ, không ngờ hắn mới chính là hung thủ. Nhạc giá và nhạc ngưng cũng tán thành, chỉ có tần hoan vẫn chân tĩnh nàng từ sớm đã đoán được con người ai cũng có thói quen suy bụng ta ra bụng người phàm là người lương thiện thì căn bản sẽ không tưởng tượng ra được những chuyện hiểm ác ngụy ngũ kia không thân cũng chẳng quen với lâm đại hưng mà lại dám vì hắn mà đến đập cửa an dương hầu phù nếu không phải là cầu lợi thì cũng vì muốn che giấu điều gì rất ít có khả năng là vì huynh đệ bênh vực kẻ yếu hắn lại để cho nàng phát hiện ra hắn nói dối. Nếu như một người ngay thẳng đoan chính thì vì sao phải nói dối? Lần này suýt nữa thì tạo thành án oan, may mà còn có cửu cô nương. Cửu cô nương yên tâm, hóp mố đã cùng ngươi đánh cược thì chắc chắn sẽ giữ lời, trở về phủ sẽ chép sách ngay. Hiện tại án tử đã có kết luận rồi hóp mỗ mới an tâm, nếu không thật sự hổ thẹn với hầu gia. Nhạc Quỳnh vỗ vỗ bả vai hoác hoài tín. Tính tình Hoác Huynh Quang Minh chính đại, án này coi như đã phá nên chuyện cũ cứ cho qua không nhắc đến nữa. Suy cho cùng thì cái chết của Lâm Đại Hưng cũng có liên quan đến Thanh Nhi, cho nên hãy để Thanh Nhi lo liệu bồi thường giải quyết hậu quả. Nhạc Thanh vội vàng chắp tay hành lễ. Đúng là đạo lý này, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực chăm sóc mẫu thân Lâm Đại Hưng. Cục diện này coi như cũng hoàn toàn viên mãn, hoác hoài tín lại chắp tay tại hạ cảm phục đại đức của hầu gia. Vụ án này hoác mố đã nói rõ ràng với mọi người rồi nên giờ xin đi trước một bước, cả đêm chưa ngủ, chiều nay còn phải đến Nghĩa Trang, hiện tại xin cáo từ. Nhạc Quỳnh Châu Mày Đến Nghĩa Trang là vì tiểu thư tống gia. Hoác hoài tín gật đầu. Đúng vậy, vụ án này mới thực sự là khó giải quyết, hầu gia cũng hiểu rõ nên tại Hà không cần nhiều lời. Hầu gia yên tâm, có tin tức gì đương nhiên sẽ báo cho hầu phủ đầu tiên. Hoắc Hoài Tín lại hành lễ rồi quay người bước đi. Tần Hoan nhíu mày hỏi, án tử của tiểu thư Tống gia hoàn toàn không có manh mối gì. Nhạc Quỳnh quay người thở dài. Không có, theo lý mà nói thì hung thủ giết người trong kiệu hoa cũng sẽ phải lưu lại dấu vết. Nhưng thực tế trong kiệu hoa không chỉ không có cơ quan mà ngay cả một vết máu dư thừa cũng không lưu lại. Giống như đầu của chất nữ tống ra bị tan biến vào trong không khí vậy. Sắc mặt Giang thị trắng bệch. Chẳng lẽ là quỷ hồn đòi mạng? Dưới tầm mắt của biết bao người có thể cắt mất đầu của một người đang sống trong kiệu hoa, lại không hề để lại chút dấu vết nào, đã hung tàn lại còn không ai làm được, xem ra đích thị là quỷ hồn đòi mạng. Thế nhưng trên đời này thật sự có quỷ hồn sao? Tần Hoan híp híp mắt, con người còn đáng sợ hơn quỷ hồn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.